Nhưng các bác yên tâm đi, nhìn những cái dòng loa này thì chưa có đôi loa nào, chưa có bộ nào nó lên tới 10 triệu đồng đâu. Đấy, và hôm nay thì em sẽ review cho các bác là ba mẫu loa đang được rất là nhiều anh em yêu thích trong thời điểm hiện tại. Đó, em sẽ tính trong cái thời điểm hiện tại các bác nhé. Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Và hôm nay thì chúng em có một tập đoàn loa kéo để có thể là giới thiệu với toàn thể các bác và anh em. Thì trong những cái mẫu loa kéo hiện tại chúng em đang có thì có đầy đủ những cái phân khúc từ bình dân cho đến cao cấp. Thì đầu tiên chiếc loa di động nhất. Đấy, đây là chiếc loa di động nhất và đây là chiếc loa được thiết kế của công ty là Sơn Ca Media. Đó, công ty Sơn Ca Media nhé. Và cái dòng loa này thì nó rất là tiện, nó nhỏ gọn. Đấy, nhỏ gọn, tuy nhiên thì để mà nói công suất thì nó không thể đạt bằng những cái chiếc loa bên cạnh đây. Đấy, cái dòng này thì nó sẽ phù hợp cho các bác đi du lịch này. Đấy, các bác đi du lịch nhá, hoặc là các bác hát ở các cái quán trà đá vỉa hè, quán cà phê vỉa hè, đấy vân vân. Những cái nơi công cộng như vậy thì chúng ta hát những cái dòng này thì nó sẽ thứ nhất là tiết kiệm. Đấy, thứ hai là nó dễ dàng di chuyển. Đấy, nó rất là dễ dàng di chuyển và cái độ bền của cái dòng loa này thì nó rất là cao. Đấy, độ bền cao lắm các bác ạ. Đấy, và em sẽ review qua cho anh em nhé. Được thiết kế là một bát loa. Loa này thì nó trang bị là một bát 40. Và đặc biệt là cái dòng này thì nó sẽ trang bị cho chúng ta là màng gân vải thẩm dầu. Đấy, kể cả chúng ta ra ngoài trời mưa, đấy, cũng không sợ. Đấy, bởi vì là tất cả những cái màng loa này thì nó sẽ có tác dụng là chống nước. Đấy, cho nên là không sợ bị ướt mưa các bác nhé. Đó, bát 40 giúp cho cái công suất và cái độ dày tiếng khi mà chúng ta nghe nhạc và hát nó rất là hay. Và đặc biệt nó trang bị thêm cho chúng ta một chép kèn này. Đấy, cái dòng chép kèn này thì nó sẽ khuếch đại cái tiếng chép, cái giải cao. Đấy, giúp cho là khi mà hát tiếng nó sẽ sáng tiếng, nó bay tiếng. Thì đó là cái tác dụng của cái dòng loa này. Và đây bên này thì nó có một cái mạch điều khiển này. Cái mạch điều khiển này chúng ta rất là dễ dàng điều chỉnh. Anh em nào mà chưa biết chỉnh thì có thể liên hệ trực tiếp nhé. Bên em sẽ tư vấn anh em chỉnh cận kẽ từng chút một. Đó, đó. Và cái pin của cái dòng loa này thì chúng ta sử dụng liên tục trong vòng 5 đến 6 tiếng. Đấy, anh em hát hò thoải mái, không lo là hết pin nhá. Trước khi các bác đi du lịch các bác chỉ cần sạc đầy. Đấy, và hôm sau là các bác cứ hát thoải mái luôn. Và cái dòng này nếu như hết pin thì các bác chỉ cần một cái dây nguồn, đấy, dây nguồn, dây ba chấu các bác cắm vào kết nối nguồn điện 220 là trong khi mà chúng ta nghỉ là chúng ta có thể là tiếp tục sạc pin. Đấy, rất là tiện. Đó, đây là cái dòng này thì hiện tại chúng em đang bán với mức giá rất là rẻ, chỉ có 4 triệu đồng thôi, đâu đó 4 triệu báo ship cho anh em nhá. Rồi, bây giờ tiếp theo là sang sản phẩm thứ hai. Sản phẩm thứ hai này thì các bác có thể thấy rằng là nó thiết kế rất là chuyên nghiệp luôn này. Đấy, ở dưới đây thì chúng ta sẽ được trang bị là một bát 40 cho một bên, tức là chiếc này nó sẽ có hai bát 40. Đấy, và các bác hình dung nó là một chiếc súp kép. Đấy, súp kép nha, uy lực rất uy lực luôn, quánh tiếng bát ở ngoài trời thoải mái. Đấy, cái này nó rất là hay. Và bên trên thì chúng ta sẽ có hai con loa vệ tinh. Hai con loa này nó sẽ có tác dụng là lấy nời. Đấy, cái dòng này thì nó sẽ trang bị là một loa chung và một loa siêu chép. Đấy, một loa chung và loa chép. Và chúng ta sẽ có hai cái loa vệ tinh liền các bác ạ. Có hai loa vệ tinh liền. Đó, và công suất của loa này chúng ta có thể đạt được là 3800W và công suất mắc nhé. Đây là công suất mắc chứ không phải là công suất liên tục đâu. Đó, 3800W. Và đặc biệt nếu như anh em mà vẫn muốn nó mạnh hơn, nó thoát tiếng hơn thì xin mời bạn cameraman có thể quay vào đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đường link. Đấy, đây chúng ta sẽ có một đường link để các bác có thể kết nối thêm một chiếc loa nữa ở đây luôn. Đó, kết nối thêm một chiếc loa ở đây nữa. Đó, rất là hay. Và con này nó được trang bị là nguồn xuyến. Đấy, và công nghệ Bluetooth 5.0 giúp cho chúng ta kết nối tới điện thoại cho những cái bản nhạc nó hay nhất và đẳng cấp nhất. Đó, rất là dễ dùng luôn. Đó, loa thiết kế tất cả đều là màu mặt trước e căng nó đều là màu vàng. Đấy, màu vàng gold nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Công suất rất là lớn, được trang bị là một cặp bát 40, hai loa vệ tinh. Đấy, và em sẽ thử cái tiếng mic luôn cho các bác nhé. Và đi kèm thì chúng ta sẽ có một cặp mic ạ, một cặp mic không dây. Em sẽ bật lên. Rồi, bây giờ em sẽ test. Đây là cái chiếc loa AD. Đấy, AD thì với những cái chiếc loa này thì hiện tại chúng em đang bán với mức giá là 6 triệu 800 nghìn. Rất là rẻ đúng không? Cực kỳ là rẻ luôn, chỉ có 6 triệu 8 thôi. Đấy là các bác có thể sở hữu ngay cho mình được một bộ loa chất lượng.
Đó, công suất lớn. Tiếp theo thì bây giờ thì xin mời các bác cùng em đến với một chiếc loa nữa. Chiếc loa này thì đến từ thương hiệu là NP Audio. NP Audio các bác nhé. Đấy, cái này là cái rất là đẳng cấp và em rất là tâm đắc với cái dòng loa này. Bởi vì là trước giờ thì em cũng đã bán loa kéo rất là nhiều rồi. Bán rất là nhiều. Tuy nhiên thì với chiếc loa này thì nó làm em bất ngờ. Bất ngờ vì sao ạ? Vì chất âm của nó. Tiếng rất là hay. Rất là hay. Và đây cũng là dòng loa đắt nhất tại Tuyên Vũ. Đó. Và em xin giới thiệu qua về cái chiếc loa này. À, chúng ta sẽ có một bát loa này. Bát loa 50 các bác nhé. Đó. Bát loa 50. Đó, rất là to. Đây là khu vực bát loa. Đó. Rồi bên trên này thì chúng ta sẽ có là hai, đây là chúng ta sẽ đóng ra một thùng, thế nhưng ở bên trong này thì chúng ta sẽ có hai loa vệ tinh. Đó. Hai cái loa này thì giúp cho như cái dòng loa vừa rồi em có nói, như cái dòng loa này em có nói là cái loa trên này này. Cái loa trên này thì nó sẽ giúp cho cái tiếng mít và tiếng chép, tức là trung và chép ấy, tiếng rất là sáng tiếng và rất là hay, không hề vỡ tiếng khi mà chúng ta chơi ở công suất lớn. Đó, bởi vì là hiện tại chúng em đã chuyên về những cái dòng loa chuyên nghiệp đấy, phòng lắp đặt, phòng hát, phòng karaoke thì đã trải nghiệm rất là nhiều loa cao cấp rồi. Thì tuy nhiên mà em cũng rất là bất ngờ khi mà trải nghiệm trên cái dòng loa kéo này, cái dòng loa di động này thì thấy nó có một cái chất âm đó rất là hay. Đấy, chất âm của dòng loa rất là hay và thiết kế căng cũng rất là đẹp đó. Và giá thành thì đâu đó nó rơi vào tầm 7.200.000 thôi các bạn, 7.200.000 chúng ta. Này các bác có một bộ loa chuyên nghiệp như bộ loa karaoke gia đình rồi đúng không ạ? Và bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái mạch để chúng ta có thể là điều chỉnh. Đó, mạch điều chỉnh thì ở đây thì chúng ta có nút tắt mở này. Đây là tắt mở các bác này. Đấy, và cái dây này thì sẽ là cái dây kết nối nhé. Đấy, dây này dây kết nối từ dưới lên trên này. Đó, rất là hay. Và chúng ta điều chỉnh bát chép của mic và bát chép của nhạc. Đó, và vẫn được trang bị công nghệ Bluetooth 5.0. Vẫn được trang bị công nghệ Bluetooth 5.0 luôn các bác ạ. Và em sẽ test chất âm cho toàn thể các bác và anh em cùng nghe nhé. Đó, test luôn cho anh em này. Bật mic này, đi theo nó vẫn có hai mic này. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếng nó rất là thoát tiếng các bác ạ, và nó dày. 1 2, nó khác hẳn so với những cái dòng loa thông thường đúng không ạ? 1 2 3 4 5 6 7. Dòng loa rất là chất lượng và giá thành hiện tại thì chúng em đang bán với giá rất là rẻ thôi, chỉ có 7.200.000. Chúng ta có hai tay mic này. Đấy, có một loa bát 50 này. Có hai thêm loa vệ tinh bên trong này và một mạch công suất rất là rẻ, và đặc biệt là anh em đặt hàng thì chúng em sẽ miễn phí giao hàng tận nơi cho toàn thể các bác nhé. Đó, và gói gọn chỉ trong 7.200.000 thôi. Đấy, rất là phù hợp để anh em có thể trải nghiệm. Và anh em quan tâm thì có thể để lại bình luận dưới để chúng em có thể tư vấn hỗ trợ, và chào các bác.